Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trên kênh youtube Chị Dậu. Tôi cũng rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi tập 4 của bộ truyện Tình ngỡ phôi pha được viết bởi tác giả Lan Đình. Cho đến tập truyện ngày hôm nay, thì tác giả Lan Đình đã cho chúng ta biết được rằng trong quá khứ, các nhân vật chính của câu chuyện đã gặp phải những hiểu lầm, những oán trách dẫn đến hai người đã phải rời xa nhau. Liệu rằng thời gian trôi qua, cả hai có thể nào gỡ rối được những khúc mắc và những hiểu lầm có thể nào được xóa bỏ? Và một lần nữa, họ có thể về bên nhau hay không? Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Và trong thời gian tiếp theo, quý vị có thể lắng nghe những bộ truyện của Đình Tùng Voi trên website ngheaudio.net quý vị đừng quên nhấn like chia sẻ và nhấn nút subscribe kênh để ủng hộ tú quỳnh và ekip của đình tùng voi nhé chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ bởi vì lời hứa yêu thương bảo bọc chị gái của mình với bố tuyết lê đã không làm được nên dù tim đau như cắt trước những lời nói và hành động ghẻ lạnh của mẹ tuyết lê vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ rơi bà ấy cô cũng đã từng oán hờn nhưng đến khi trở thành một người mẹ lại có phần thông cảm cho sự ích kỷ của mẹ mình ngày đó nhất là khi cô đứng giữa sự lựa chọn phải trơ mắt nhìn đứa con gái mình yêu thương đang chết dần chết mòn trước mắt hay vi phạm nguyên tắc ngày xưa của mình bước trên con đường ngày xưa mẹ mình từng bước thì ra là thế sau khi nghe cô trút cạn cõi lòng tần đình không kìm được lời nói cảm thán Tôi có hỏi qua bác sĩ Trần, Linh Chi mắc bệnh bạch cầu tụy cấp tính. Đây là loại bệnh ung thư phổ biến chiếm hơn 70% số ca mắc phải của bệnh ung thư máu trẻ em hiện nay. Nghe em kể về tình hình của chị gái em ngày trước thì có khả năng lớn Linh Chi mắc bệnh này là do di truyền đấy. Anh nhìn cô gái đang tựa đầu lên khung cửa sổ cách đó không xa, bóng lưng gầy yếu mỏng manh và cô độc biết bao nhiêu. Tần Đình không ngờ tuổi thơ của cô đáng chát và đầy tuổi thân như thế. Nghĩ đến lúc gặp cô vào năm cô 21 tuổi, Tuyết Lê vẫn là một cô gái trồng sáng và đầy nhiệt tình đến thế. Cô đã giấu biết bao nhiêu niềm đau, bao nhiêu nước mắt vào trong lòng để có thể sống một cuộc đời bình thường như bao con người khác. Không gian im lặng lan tỏa khắp căn phòng, cho đến lúc Tân Đình hỏi khẽ. Tuyết Lê, em có hối hận không? Hối hận? Về chuyện gì? Về đứa bé, về quyết định ngày xưa của em. Tuyết Lê biết anh đang muốn nói về chuyện gì. Tần Đình muốn nói với cô, nếu như ngày xưa cô chấp nhận sinh ra đứa trẻ của anh, thì bây giờ có lẽ họ đã có nguồn tủy phù hợp nhất để cứu lấy linh trì của cô. Nhưng mà cuộc đời làm gì có nhiều cái nếu như như vậy? Cô xoay người nhìn về phía anh, nở một nụ cười trong nước mắt. Không có. Nếu như cho tôi lựa chọn lại, Tôi vẫn sẽ quyết định như thế Cô vẫn sẽ đơn độc bước trên con đường Mà mình đã lựa chọn Bảo vệ lấy đứa trẻ sinh ra Từ máu thịt của chính mình Tuyết Lê sẽ không hề ngần ngại Sẽ làm tất cả để cho kết tình Tình yêu của bọn họ tồn tại Cho dù nó có là một đứa trẻ bệnh tật Có thể không nhìn thấy ngày mai Tần Đình Thực ra Tần Đình cắt ngang lời cô nói Tôi đồng ý giúp em anh nói như thế nghĩa là sao? Cô nghe anh nói bằng dòng điệu cương quyết. Cùng tôi sinh ra một đứa con. Em có thứ em gần. Còn tôi, đứa trẻ sẽ thuộc về tôi. Bảy năm trước, Viện Mỹ thuật Cung văn hóa thành phố C. Hôm nay là ngày đầu tiên Tuyết Lê nhập học theo thông báo chiều sinh. Sau khi gửi một tác phẩm ưng ý, điền đầy đủ thông tin và gửi đi vào hai tuần trước, Cuối tuần rồi cô đã nhận được thông báo nhập học Bởi vì đây là một lớp đào tạo Họa sĩ nghiệp dư Nên yêu cầu cũng không mấy khắc khe Và lại Tuyết Lê vốn có khả năng Để trui rèn từ những năm tháng Cùng với Tuyết Linh Tham gia tất cả cuộc thi hội họa lớn nhỏ Từ trước tới giờ Những tác phẩm tham dự Nếu không phải là cô 100% Thì cũng là tác phẩm mà cô đóng góp Và chỉnh sửa phần lớn cho Tuyết Linh ban đầu mẹ của hai cô gái không hề biết đến sự gian lận này nhưng một lần tuyết linh tham gia một cuộc thi vẽ trực tiếp thì chuyện này đã bị đỗ thu sừng phát hiện bởi vì mặc dù sự kiện ấy có quy mô và yêu cầu nhỏ hơn so với những cuộc thi trước đó nhưng tác phẩm của tuyết linh lại không thể lọt được vào vòng chung khảo bà ấy đã định tìm giám khảo để hỏi cho ra lẽ bởi vì không tin tài năng của con gái lại bị đánh giá thấp như thế Tuyết Linh hoảng hồn đành phải thừa nhận tất cả với mẹ. Điều bất ngờ là sau một đêm suy nghĩ, Đỗ Thu Sương cũng không đề cập đến việc kết thúc chuyện gian dối ấy. Thậm chí bà ấy còn yêu cầu Tuyết Lê phải hỗ trợ hết sức cho Tuyết Linh trong những cuộc thi sau. Cứ như vậy, Tuyết Lê đã phải sống với cái bóng của người chị thiên tài đến tận năm 17 tuổi. Nếu như không phải có thảm kịch ấy xảy ra đối với Tuyết Linh, thì chưa biết chừng hiện giờ nhờ vào Tuyết Lê cô ấy đã trở thành một họa sĩ có tiếng. Phòng học vẽ nằm ở khu vực phía sau của cung văn hóa. Muốn đi đến đó phải vào từ cổng chính. Sau đó đi ngang qua một cái hồ sen lớn. Tiết trời đã vào giữa mùa hạ. Đây chính là thời điểm hoa sen nở rực rỡ nhất. Hương hoa theo gió, quấn quýt đến từng kẻ lá. Dạo gần đây các cô gái trẻ đang có phong trào chụp hình cùng với hoa sen. Tuyết Lê vừa đi đến gần hồ, đã nhìn thấy các cô gái thi nhau tạo dáng chụp hình bên hồ sen nở rộ. Một số người gan lớn còn đi ra mộm đá cảnh ở phía xa xa. Với lấy những bông hoa ở giữa hồ để có được những bức ảnh độc nhất vô nhị. Đối với chuyện làm dáng như thế này, xưa nay Tuyết Lê chỉ đứng nhìn chứ không tham gia. Cô cũng nhắc nhở mấy cô bé cẩn thận kẹo rơi xuống hồ nhưng lại nghĩ đến dường như mình có vẻ xen vào việc của người khác vì vậy tuyết lê đi qua luôn mà không nói gì cả ngay khi cô vòng qua khu vực giữa hồ đang định tăng tốc thì ở phía sau đã có tiếng la hét ồn ào có hai cô bé đang đứng trên mép hồ hoảng loạn kêu cứu phía xa là một cô gái khác đang vậy dưới vùng nước sâu đang giờ nghỉ trưa khu vực này cũng khá vắng trong một lúc không có ai nghe thấy để có thể giúp đỡ một trong hai cô gái hoảng hốt chạy về phía văn phòng để tìm kiếm người giúp đỡ. Cô còn lại sợ đến quýu cả tay chân, miệng không ngừng khóc, gọi bạn. Khi Tuyết Lê đặt chiếc túi, đang đeo trên vai mình xuống, lại lột cả áo khoác, định đi tới giúp, thì từ phía xa đã vang lên tiếng người xuống nước. Có người đã nhảy xuống hồ để giúp đỡ cô gái kia. Tuyết Lê dừng mọi động tác, lặng lặng nhìn bóng áo xanh, đang tiến về phía người vùng vậy dưới hồ nước khu vực gần mỏm đá có lẽ nước còn nông nên cô nhìn thấy người ấy từ từ tiến ra xa, xa hơn có lẽ định đi ra đó để dìu người bị nạn vào bờ đi thêm vài mét người kia tóm đưa cô gái bị nạn bỗng dừng chới với mực nước đang ở mức ngang vai anh ta bỗng chốc vượt quá đầu tuyết lê nhìn thấy động tác khua tay chân loạn xạ của người thanh niên ấy thì nhận ra một điều dường như anh ta không biết bơi cô thở dài nhanh chóng quặn túi xuống rồi nhảy ùm xuống hồ. Người tập bơi nhiều năm như Tuyết Lê cũng không dám tiếp cận ngay hai con vịt cạn kia. Cô hét lên gọi cô gái vẫn còn đứng lóng ngóng trên bờ, tìm cho mình một vật gì đó có chiều dài phù hợp. Nhất định phải tìm vật gì đó chắc chắn, lại có thể giữ khoảng cách với hai người trong nước kia. Cô gái kia gấp đến phát khóc, loay hơi mãi vẫn không tìm thấy được cây gỗ hay bất cứ thứ gì khác. Tuyết Lê đành hét lớn gọi lên. Ném túi sách của tôi xuống đây, bởi vì đa số người không biết bơi khi rơi vào nước sẽ rất hoảng bọn họ sẽ theo bản năng tóm lấy bất kỳ vật gì đang ở gần mình để không bị chìm nên mới có nhiều trường hợp người đi giúp nạn nhân sắp chết đuối lại trở thành nạn nhân thuyết lê tìm một điểm tựa chắc chắn bám vào sau đó chụp lấy chiếc túi quai dài mà cô đưa xuống lúc này cô gái rơi xuống hồ đã vùng vậy yếu dần người rơi xuống sâu cũng không khá hơn là bao nhưng nhìn thì vẫn còn đủ sức để tiếp nhận sự giúp đỡ của cô cầm một đầu quai cô ném mạnh chiếc túi sách về phía người thanh niên cầm lấy người kia đang vùng vẫy nhưng cùng với kịp làm theo lời cô nhưng mà với sức của một cô gái nhỏ để kéo được hai người lớn trưởng thành vào bờ là một điều rất khó sau một hồi vật lộn cùng với sự giúp sức của những người khác chạy tới rốt cuộc thì ba người cũng đã lên bờ an toàn Cô gái kia bị sạc nước rất nặng, đã được xe cấp cứu chở đến bệnh viện để kiểm tra, còn người thanh niên lại xua tay từ chối. Một người nhân viên mặc đồng phục của cung văn hóa ngồi xuống cạnh anh ta, đốc thuốc mãi, nhưng anh ta chỉ lắc đầu ho khen. Lúc này Tuyết Lê mới chú ý đến, bên dưới mái tóc ướt sủ rượt kia là một gương mặt điển trai đến ngay người. Nhưng mà đẹp trai thì cũng có ích gì chứ, ông trời đã sinh ra một bộ mặt tuyệt phẩm như thế có lẽ nên cho anh ta một chiếc óc khôn ngoan đi kèm. Tuyết Lê suy nghĩ rồi không kìm được lẩm bẩm. Đã không biết bơi, còn nhảy xuống cứu người làm gì? Báo hại bây giờ quần áo đầu tóc tôi ướt hết, làm sao kịp buổi học đầu tiên đây? Em là học viên mới mà. Nói sau lưng người ta, còn bị người ta nghe thấy, tình cảnh này cũng thực sự là ngại ngùng. Tuyết Lê ngượng ngùng đáp. Tôi là học viên mới của lớp vẽ khóa 16 vì ngại ngùng không dám nhìn thẳng người ta. Cho nên cô không chú ý đến ánh mắt sửng sốt của chàng trai kia. Đang loay hoay như gà mắt tóc, thì bên tai vang lên giọng nói trầm ấm. Ồ, vậy em cứ về nghỉ trước đi, mặc dù trời đang nóng, nhưng mà mặc đồ ướt thế này sẽ bị ốm. Nghe nói hay quá. Cô nghe thầy Tần, giáo viên chính của lớp này là một người cực kỳ nguyên tắc. Đã chọn vào học lớp của anh ta nếu số lượng tiết học nghỉ quá nhiều trong một khóa học anh ta sẽ không bao giờ cấp chứng chỉ cho ngay cả giám đốc cùng văn hóa có can thiệp cũng vô ích cũng khó trách bởi vì danh tiếng của thầy tầng này cũng không phải dạng vừa anh ta từng đạt được nhiều giải thưởng ở các cuộc thi lớn nhỏ tác phẩm từng được chọn triển lãm ở các liên hoan mỹ thuật thế giới Chẳng hiểu vì sao cung văn hóa có thể mời được anh ta về giảng dạy cho các lớp vẽ nghiệp dư như thế này. Cô nghe nói, khóa học này là khóa học đầu tiên anh ta trở lại giảng dạy sau 3 năm nghỉ để làm việc riêng. Khỏi phải nói cũng biết, với một người phụ trách danh tiếng, nổi như thế. Số lượng học viên trong lớp của anh ta đồng nhất so với các giáo viên còn lại của trung tâm. Những giáo viên khác tuyển đầu vào đều là nhân viên trung tâm lọc tác phẩm và phát hành thư mời. Chỉ duy nhất thầy Tần là tự mình đánh giá năng lực của học sinh. Không cần biết là ai, chỉ tác phẩm phải đạt yêu cầu mới được qua ải, trở thành học sinh của anh ta. Nghĩ về người thầy khó tính của mình, lại nghe lời đề nghị của thanh niên trước mặt. Tuyết Lê khẽ biểu môi. Anh nói chuyện cứ như mình có khả năng quyết định cho tôi học hay nghĩ vậy đấy. Dường như anh ta nở một nụ cười. Sao em biết là tôi không có khả năng đó? Tuyết Lê bị nụ cười của anh ta khiêu khích. Đang muốn kể cho anh nghe về ông thầy khó tính của mình thì người phụ trách ở đây đã chờ tới bên cạnh người thanh niên kia. Thầy Tân, thầy không sao chứ? Trời ơi, tôi xin lỗi thầy, tôi xin lỗi. Được rồi chú Lục, cháu không sao đâu, chỉ uống mấy ngụm nước thôi. Nhưng mà sao chỗ hồ này lại sâu đến thế? Cháu cứ tưởng nước nông như vào lúc đầu xuân. À, lâu rồi thầy không đến đây nên không biết. Vào tuần trước chúng tôi phải cải tạo lại lồng hồ, nạo vét một số chỗ bị bồi lấp. Để bảo vệ còn chưa kịp dựng mảng cảnh cáo thì đã xảy ra chuyện. Thầy Tần mãi nói chuyện với ông chú, không để ý đến biểu tình cứng ngắt trong phút chốc của cô gái đang đứng bên cạnh. Đến lúc anh nhớ ra quay sang thì đã không còn thấy cô ấy đâu nữa. Cuối tuần sau đó, khi Tuyết Lê bước vào lớp vẽ đã thấy Tần Đình ngồi sẵn trên bàn giáo viên, Bước chân cô ngập ngừng muốn ruột lại. Nhưng đã lỡ bước vào lớp, mấy chục con mắt đang nhìn chầm chầm, mà lui trở ra thì cũng chẳng khác nào có tật giật mình. Tuyết Lê gật đầu, lời chào lý nhí mắc lại trong khoang miệng. Thái độ này của thầy Tần không có gì khác biệt. Chỉ gật đầu nhận lời chào của cô, sau đó anh không vội bắt đầu buổi dậy mà đứng tựa vào bàn học, nhìn xuống toàn thể học sinh bên dưới. Chào các bạn, tôi là Tường Đình, là giáo viên phụ trách của lớp chúng ta. Tôi thành thật báo lỗi với các bạn vì đã bỏ lỡ tiết học đầu tiên của chúng ta vào tuần nay. Tôi sẽ sắp xếp ngày để dạy bù một tiết sau này. Thành thật cáo lỗi cùng với các bạn. Hôm nay anh ấy vẫn ăn mặc với phong cách cũ, áo sơ mi thẳng thớm cùng với chiếc quần tây màu sẫm. Chỉ khác biệt là trên gương mặt kia đã có thêm một cặp kính. Điều này càng làm tăng thêm vẻ tri thức nho nhã cho tổng thể con người anh. Đa số học viên trong lớp là nữ, đến tận lúc đó vẫn chưa hết choáng ngợp trước vẻ ngoài quá thu hút của người thầy phụ trách. Giờ đây nghe sói ca dùng chất giọng trầm ấm nhận lỗi thế này, đều đồng loạt xua tay bảo không có gì. Một học sinh nữ còn bạo dạn đặt câu hỏi. Thầy Tân, thầy có thể cho bọn em biết chuyện gì đã làm thầy bỏ dậy môn hôm ấy không? Nếu như Tuyết Lê không phải là người trong cuộc cô mấy Thì cô cũng tò mò Y như cái cô gái kia Bởi vì thầy Tần này nổi tiếng Với tác phong nghiêm khắc Là ai thì cũng hiếu kỳ chuyện gì Mới có thể khiến anh ta Có thể thất hẹn như vậy Cô nhìn Tần Đình đầy kính mắt Nở một nụ cười ôm hòa Là tôi không biết lượng sức mình Đã đi giúp người khác Khiến cho bản thân rất thê thảm Không thể tiếp tục đến lớp dạy được nữa Năm chữ không biết lượng sức mình Được anh nói ra rất dậm Gần như ngay vào tầm mắt của hai người chạm nhau Tuyết Lê nhìn anh đầy bối rối Rồi chợt hiểu ra chuyện gì đó Cô vội vàng cúi cầm mặt xuống Bạn học nữ trong lớp đều ồ lên kinh ngạc Bắt đầu lao sao hỏi tiếp Nhưng thần đình chỉ nói đến đó rồi thôi Anh ở một nụ cười ấm áp Rồi quay về chiếc ghế của mình Khuôn mặt Tuyết Lê Lại dần dần ứng đỏ Trước sự treo chọc ngấm ngầm ấy Bản thân Tần Đình cũng giật mình trước hành động này của anh. Con người anh bình thường có thể nói rất nghiêm túc, nhưng không hiểu vì sao. Vừa nhìn thấy dáng vẻ lấm lét, cài giật của cô gái nhỏ lúc nãy khi bước vào và nhìn thấy anh, đột nhiên anh lại muốn treo cô ấy một chút. Buổi học thứ nhất kết thúc trong sự nhấp nhởm không yên của Tuyết Lê. Cô chỉ mong nhanh chóng muốn kết thúc giờ học để rời khỏi đây, tránh khỏi tầm mắt đôi khi như lờ đảng quét qua của thầy hướng dẫn. Chuyến này thì toi rồi, mắng mỏ sâu lưng người khác, lại chọc đúng ngay giáo viên của mình, còn ai xui xẻo hơn cô đây. Để có thể đi đến lớp, ở cung văn hóa này, Tuyết Lê đã phải thuyết phục mẹ rất nhiều lần. Cô đã bảo, phải bảo với bà, mình cần chứng chỉ chuyên nghiệp, để có thể xin vào công việc làm thêm ở phòng tranh, kiếm thêm thu nhập để tiếp tục học đại học. Cô lo lắng nếu như mình để lại ấn tượng không tốt với giáo viên phụ trách thì cái chứng chỉ mà cô mong muốn có lẽ sẽ không bao giờ hoàn thành được. Như vậy cô biết lấy gì để ăn nói với mẹ mình đây? Mặc dù hiện tại Tuyết Lê đã 20 tuổi, từ 2 năm trước sau khi đổ vào trường đại học, cô đã chuyển vào ký túc xá ở trong trường. Nhưng sức ảnh hưởng của người mẹ thích kiểm soát của cô thì chẳng hề suy giảm. Tuyết Lê có đi đâu, làm gì đều phải nhận sự gật đầu của bà ấy nếu không thì bà tu sương sẽ có những phản ứng rất cực đoan. Người thân duy nhất bây giờ chỉ có mẹ. Tuyết Lê không còn cách nào khác phải chịu theo những yêu cầu và sự quản lý ngày càng quá đáng của mẹ. Chỉ là không hiểu vì sao dạo gần đây thái độ bảy đối với cô có phần dễ chịu hơn. Cô đôi khi như là quên mất đi sự tồn tại của cô gái nhỏ. Những cuộc đi thoại kiểm tra thưa dần, có khi cả tuần không có một cuộc, Lần trước trở về thăm nhà vào dịp Tết nguyên đáng, Tuyết Lê đã nghe hàng xóm xì xào rằng có lẽ mẹ cô đã có bạn trai. Người con khác nghe thấy như thế sẽ có tâm lý không tốt hay là suy nghĩ phản đối này kia. Nhưng Tuyết Lê vào lúc ấy lại âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Tần trong thâm tâm, cô cũng mong có một ai đó có thể ai ngủi và khiến bà ấy bớt cô đơn. Quan trọng hơn hết là thu hút đi sự chú ý của bà ấy hiện đang đặt toàn bộ lên người cô hai năm qua cô thấy ngột ngạt thấy tù túng thấy mình bị giám sát nhưng cô không thể làm gì khác hơn nữa bởi vì đây chính là mẹ mình thói quen gần đây của tuyết lê là một tháng hai lần sẽ đi đến trung tâm bảo trợ trẻ em làm công việc tình nguyện ngoài việc chơi đùa và chăm sóc những đứa trẻ bất hành trong đó cô còn tham gia dọn dẹp vệ sinh giúp đỡ nhân viên ở trung tâm tuyết lê học chuyên ngành thiết kế thời trang cô dành phần lớn thời gian bên mấy khâu để góp thêm chút quần áo mới cho bọn trẻ. Có đôi khi, vừa ngồi vào bàn máy đã hết cả một ngày. Đây là một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, quy mô của trung tâm cũng không lớn lắm. Kinh phí hoạt động được nhà nước hỗ trợ rất ít, phần lớn nhờ vào đóng góp của các nhà hảo tâm ở ngoài xã hội và sức lực của những tình nguyện viên như cô. Trung tâm không có nhiều kinh phí để thuê giáo viên hay nhân viên làm công việc giáo dục, nên bạn bè sinh viên các ngành nghề khác nhau đều bảo nhau đến hỗ trợ. Lớp học mở tại trung tâm chủ yếu là các lớp năng khiếu, phục vụ cho một số các em khuyết tật, không thể đến trường bình thường. Số lượng giáo viên cũng không đông, còn hay trồi suột thất thường do tính chất công việc riêng của từng người. Đứng dậy mỹ thuật, trước kia là một cô gái trẻ, giám đốc trung tâm bảo cô ấy là học sinh cũ ở đây. Hiện tại là một họa sĩ trẻ cũng có chút tiếng tâm. Tháng trước, cô ấy đột ngột không đến dậy hai tuần liền. Mọi người cũng không nghĩ nhiều, bởi vì ai cũng tưởng cô ấy bận việc đột xuất. Cô ấy là một đứa trẻ mồ côi, đã không còn ai thân thích ở đây. Mọi người cũng không có cách nào tìm kiếm nguyên nhân. Chỉ khi vị hôn phu cô ấy đến tìm hỏi, thì mọi người mới nhận ra là hình mai bị mất tích. Tuyết Lê nhìn thấy vẻ mặt trắng bịt của người đàn ông ấy, cô nhận ra vấn đề có lẽ hết sức nghiêm trọng. Giám đốc bảo với cô, Hình Mai từng kể cho bà ấy nghe. Chồng sắp cưới cô ấy là một phóng viên. Mãng tin mà anh ấy, phụ trách rất nguy hiểm, thường phải biền biệt mấy tháng trời mới trở về nhà. Tuyết Lê nhìn bộ dạng phong trần, mệt mỏi của người đàn ông ấy, trong lòng cũng lo lắng cho cô gái kia. Nghề nghiệp nguy hiểm, lại đùng chàm tứ phía như vậy, Chẳng trách khi không nhìn thấy bạn gái, anh ấy lại lo lắng cuốn cuồng đến mức ấy. Lớp vẽ đã ngưng hoạt động một tháng. Bài sáng, giám đốc vui vẻ nói với cô đã tìm được người thay thế tạm thời cho hình mai. Anh ta là đàn em khóa dưới của cô ấy, vào gần đây có rảnh rỗi nên tới dạy thay mỗi tuần mỗi buổi. Vì anh ta là người mới nên giám đốc muốn nhờ cô hỗ trợ thời gian đầu để các em học sinh làm quen dần với giáo viên này. Chờ tới lúc Tân Đình nhìn thấy cô gái nhỏ ngắt ngứ đứng trước mặt mình trong văn phòng trung tâm, anh đã phải bật cười cảm tán số phận khéo đưa đẩy. Sau cuộc gặp gỡ ngang trái đó, cô gái có tên là Tuyết Lê đã tránh anh như tránh tạ. Cô chỉ xuất hiện sát nút giờ và gần như chạy biến khi chuồng báo hết giờ vang lên. Tần Đình cũng không ngờ lần duy nhất anh hướng trí treo chọc một người có thể để lại kết quả dở khóc dở cười như thế Cô gái ấy có lẽ sợ anh ghim rồi Nếu như cô ấy biết được Tần Đình là trưởng thành từ trong môi trường Có đi em trai mồm biện lấu tấu Suốt ngày chọc tức gây họa như Tần Tranh Thì anh ấy ác hẳn đã không e ngại anh như vậy Sống bên em trai quý báu Bao nhiêu năm Tần Đình đã sớm trui rèn được sự bao dung Và lòng vì ta hết nứt Bởi vì nếu cứ mỗi lần bị chọc quấy Mà tức giận thì chắc rằng anh đã bể phổi mà nguyễu từ đời trước. Lúc này Tuyết Lê đối diện với nụ cười thân thiện của thầy Tần, chỉ cảm thấy gai gai cả người. Trong số những cuộc gặp gỡ suốt cuộc đời hơn 30 năm của mình, có lẽ lần gặp Tuyết Lê vào mùa hè năm ấy là ấn tượng sâu sắc nhất của Tần Đình. Lần đầu tiên anh chú ý đến người xa lạ như vậy, cũng là lần đầu tiên mở lòng tiếp xúc gần gũi như vậy với một cô gái. Tuyết Lê là một cô gái có trí cầu tiến rất mạnh. Cô ham học hỏi, lại càng biết tận dụng khả năng vốn có của mình để tiếp thu và vận dụng những kiến thức mình học được sao cho có ít nhất. Đối với cô học trò siêng năng này, lẽ dĩ nhiên Tần Đình phải dành cho cô ấy sự đãi ngộ với những người khác. Càng tiếp xúc gần với cô, Tần Đình càng bị thu hút nhưng anh cũng kịp thời nhận ra trong lớp học mấy mươi người ấy không phải chỉ có mình là vô tình bị kéo về phía cô tính toán anh cũng thấy sự xáo trộn vị trí trong lớp anh lặng lẽ quan sát những học trò nam ở trong lớp tranh ngấm ngầm với nhau ai cũng muốn có vị trí sát gần bên cô gái đang tập trung cho tác phẩm ở giữa căn phòng ban đầu tần đình cũng không có cảm giác gì đặc biệt anh cho rằng ái mộ cái đẹp là lẽ tất nhiên của thanh niên ở độ tuổi này. Nhưng chẳng hiểu sao, thái độ xa lạ và tránh né của Tuyết Lê đối với anh cũng khiến cho anh có hơi phật ý. Lớp học ở trung tâm bảo trợ xã hội đã đi dần vào ổn định hơn. Tần Đình đã có lần bắt gặp Tuyết Lê, hỏi xa hỏi gần, giám đốc, mong muốn kết thúc nhiệm vụ hỗ trợ này. Lý do cô đưa ra là tại trường học đang có một kỳ thi rất quan trọng. Nhưng anh biết Sự thật không phải là như thế Tuyết Lê làm như vậy chỉ muốn né anh ra mà thôi Nếu cô không đề cập đến thì thôi Nhưng đã biết được mục tiêu của Tuyết Lê Muốn giữ khoảng cách với mình Tần Đình đột nhiên Không muốn cô đạt được ý nguyện Lần nào giám đốc hỏi thăm Anh cũng mỉm cười ngựa ngùng bảo rằng Vì mình đã từ bỏ công việc dạy học Mấy năm nay Nên tạm thời vẫn chưa quen lắm Người ta là tới giúp đỡ không công Giám đốc cũng ngại ngùng khi để vị giáo viên quý giá như anh cảm thấy gặp trở ngại trong công việc. Vì vậy bà phải động viên Tuyết Lê cố gắng hỗ trợ anh thêm một thời gian nữa. Tuyết Lê đương nhiên cũng khổ sở. Một tuần có một ngày làm học sinh của anh ở cùng văn hóa cũng đã khiến cô có cảm giác ngại ngùng muốn chết. Bây giờ vì công việc ở trung tâm bảo trợ, cô phải cắn săn làm chân sai vặt của Tần Đình thêm mỗi tuần một ngày nữa. Nhưng mà thái độ của thầy Tần kia khi dạy ở cung văn hóa Sao lại khác biệt với lúc trở thành giáo viên Ở chỗ này như thế Có điều chắc do đối tượng học đã thay đổi Nơi này chỉ toàn là trẻ con Nên tâm lý của thầy Tần Cũng cởi mở hơn Không còn ngầm nhắm vào cô Như trong lớp chính thức Mặc dù thỉnh thoảng Anh lại xuất ra vài trò tinh ranh Để treo chọc tuyết lê sau em trai Tần Tranh thì Tuyết Lê chính là người thứ hai có thể khiến cuộc sống bình lặng của Tần Đình trở nên sống động và đầy sức sống hơn. Quãng thời gian từ khi bước chân vào trường đại học, ra trường với bàn tạc sĩ ngoại quà xuất sắc đến tận bây giờ, đã lâu anh chưa từng cho người khác phái xa lạ, có cơ hội tiếp cận cuộc sống của anh đến như thế. Tần Đình cũng rất biết cách khơi gợi tiềm năng trong người của Tuyết Lê. Anh thường ra những đề bài nhìn như đánh đố cho riêng cô nhưng thực chất dùng để khuyến khích tuyết lê phát huy và khám phá khả năng sáng tạo của chính mình tiếp xúc lâu dần thì tuyết lê mới biết thực ra tay cầm bút vẽ không phải nghệ chính của anh từng đến là một bác sĩ còn là một bác sĩ giỏi nguyên nhân là có một lần trong giờ học tại trung tâm bảo trợ có một học sinh khuyết tật đang trong lớp bỗng dừng ho sặc sùa liên tục dịp thở rất nhanh bạn học bên cạnh chưa kịp phản ứng, cậu bé đã khủy xuống ôm lấy ngược với sắc mặt nhợt nhạt, khuôn mặt vả cả mồ hôi, đôi môi bắt đầu xanh xám. Bạn học nhỏ xung quanh hốt hoảng, hét lớn lên. Tần Đình đang ở trên bục giảng, vội vàng nhào xuống. Đầu tiên anh bình tĩnh hướng dẫn mọi người tạng bước ra ngoài cho thoáng khí, tránh vì tò mò mà tập trung. Nhiều người quanh bệnh nhân khiến bệnh tình càng thêm nặng hơn. Sau khi bắt mạch nhanh và quan sát các triệu chứng, anh cũng phần nào xác định được nguyên nhân bệnh. Sau đó anh quyết định nhanh. Bảo một học sinh chạy đến văn phòng gọi xe cấp cứu. Còn mình thì tiếp tục ở lại giúp đỡ cậu bé. Tần Đình đỡ cậu bé ngồi dậy, đào mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh phòng học. Nhìn thấy Tuyết Lê vẫn còn đứng sớ rớ bên cạnh, anh dứt khoát, sai bảo luôn. Em mang bình bách hợp đó ra khỏi vòng đi. Vứt đi giúp tôi. Sau khi trở vào hãy giúp tôi mở hết cửa sổ, và bật quạt thông gió lên mức cao nhất. Hôm nay lớp học có tiết vẽ tỉnh vật, bình hoa ấy được lấy để làm mẫu vẽ cho tất cả các học sinh trong phòng này. Vị trí của bình hoa lại rất gần với chỗ cậu học sinh đang ngồi. Bình hoa bách hợp lớn ấy có nhiều màu sắc đang đua nở, đầy những nhị hoa lấm tấm phấn nâu, hương thơm thoang thoảng, lan tỏa khắp căn phòng. Tần đình đỡ cậu bé ngồi nghiêng dậy cho dễ thở, anh đưa tay mò mẫm chiếc túi nhỏ bên hông của cậu bé, lấy ra một lọ thuốc xịt. Sau đó, giúp đỡ xịt hai nhát vào miệng cậu bé, hướng dẫn cậu bé hít thở. Cũng may mà anh đoán trúng triệu chứng, hèn xuyển bộc phát khi bị kích thích bởi phấn hoa của cậu bé. Mà những người bị bệnh mãn tính như thế thường phải mang theo thuốc xịt, các cơn hoang bên mình. Bây giờ chỉ cần ổn định tình hình cậu bé trong 20 phút, sau đó chờ xe cấp cứu đến đưa cậu bé vào viện gần nhất. May mà hôm anh có mặt ở đây, nếu để những người không có chuyên môn phán đoán, có lẽ sẽ không nhận ra nguyên nhân phát bệnh của cậu bé và chậm trễ thời gian sơ cứu. Tình trạng vừa nãy kéo dài, không xử lý kịp thời và cách ly nguồn dị ứng ngay, đứa trẻ sẽ khó thở và giảm oxy trong máu, dẫn đến thiếu máu não và bị ngất hoặc là mất ý thức, và có thể nó sẽ mất mạng. Tuyết Lê ngồi trên ghế đá trước lớp học, nhìn tầng Đình, bình tĩnh trao đổi cùng với các bác sĩ cấp cứu. Sau đó chờ tới khi đứa trẻ được đưa lên xe cấp cứu, anh mới quay trở lại. Hai tay Tuyết Lê lúc này vẫn không còn khống chế được run rẩy May mà đứa trẻ ấy không sao, may mà nó được cấp cứu kịp thời. Đã ba năm trôi qua, tiếng còi gấp rút của chiếc xe cứu thương năm ấy vẫn để lại nỗi ám ảnh chưa thể xóa nhòa trong tâm trí Tuyết Lê. Mỗi lần nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, cô lại nhớ đến hình ảnh chị gái mình nằm trên chiếc giường nhốm đầy máu tươi, cả người đã không còn tri giác. Trần Tuyết Linh yếu đuối và ngốc nghếch đã lựa chọn kết liễu cuộc đời mình cùng với sinh linh bé bỏng trong bụng chỉ vì người đàn ông cô ấy yêu bị ruộng bỏ. Mật ngọt ái tình đến với chị gái cô nhanh chóng và ngày vui cũng chỉ ngắn tẩy gan khi Tuyết Lê phát hiện chị gái có những biểu hiện tâm lý không bình thường, còn hay khóc thầm trong đêm, cô gặng hỏi, nhưng Tuyết Linh lại chối rằng mình không sao. Lúc ấy Tuyết Lê đang ở trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp cấp 3, thời gian ở trường và thư viện tự học nhiều hơn ở nhà, vì vậy cô đã không có chút ý sát sao đến chị gái. Một ngày nọ, Tuyết Lê được nghỉ sớm, hai tiết học trở về nhà, Vừa bước vào cổng liền phát hiện ra chuyện không bình thường Mẹ hai cô gái đi làm từ sớm chưa về Thế nhưng nhà cửa và cả phòng của cả hai lại không khép Vừa đưa mắt vào bên trong Đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng ấy Sàn nhà toàn là máu Máu ướt đẫm cả ga giường uốn lượng chung quanh cô gái mặc bộ váy trắng đang nằm đó Ánh mắt Trần Tuyết Linh tan rã nhìn chầm chầm ra cửa phòng ghim chặt vào cô Làng môi hồng hào giờ trắng bợt không còn sức sống. Tuyết lê như người câm, há miệng mãi chẳng thể thốt nên lời nào. Cô sụm xuống cạnh cửa, run rẩy. Một lát sau, chừng như sự tỉnh, Tuyết lê mới cố bò ra khỏi cửa, đập sang nhà hàng xóm. Trình Tuyết Linh được xác định đã trút hơi thở cuối cùng từ trước đó, là cô ấy tự cắt cổ tay, chấm dứt sinh mạng của mình. Mãi sau này Tuyết Lê mới được mẹ cho biết, lúc ấy chị cô đã mang thai, Em có vẻ yếu tinh thần quá Chuyện như vậy cũng khiến em sợ hãi sao Tần Đình đưa cho cô chai nước lọc Khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh tuyết lê Cô hoàng hồn nhận lấy Sau đó cười gượng hỏi anh Thì ra anh là bác sĩ Ừ em ngạc nhiên lắm mà Anh đáp khẽ Bàn tay thon dài vớ lại chai nước Vặn nắp rời ra Rồi đưa cho cô Vẽ tự nhiên ấy giống như anh đã làm thế cả ngàn lần rồi. Người nhanh thực sự rất tỉ mỉ và ấm áp. Tuyết Lê lúc này quên hết, hàng rào chướng ngại do mình tạo nên. Cô khẽ trả lời. Chỉ là bất ngờ thôi. Ai bảo làm nghề thầy thuốc thì con người rất khô khan. Thế mà thầy lại còn đi dạy vẽ. Cô nghe anh cất giọng cười trầm ấm. Làm nghề bác sĩ đã là người cứu vớt cuộc sống của nhiều người. Làm hòa sĩ Lại là người tôn vinh cuộc sống Của biết bao nhiêu con người khác Mẹ tôi đã bảo rằng Cả hai đều là việc có ích Tôi chỉ nghĩ nếu như mình có khả năng Thì tại sao lại không làm cả hai chứ Anh có biết câu cửa miệng của anh là gì không Trong những câu chuyện phím giữa chúng ta Cùng từ anh thường xuyên nhắc tới là mẹ của tôi Thầy Tân Anh cũng đã 30 rồi nhỉ Sao mà cứ cư xử như mấy nhóc trai Thích bám váy mẹ như thế anh thường tượng mẹ mình đến thế cơ à tần đình nghe thấy như thế thì cười lớn nụ cười ấy tươi tắn đến độ khiến tuyết lê ngây người đồng tiền kim bé xíu rơi ra khỏi qué miệng anh chỉ xuất hiện mỗi khi anh cười vui vẻ như thế khiến cho đường nét trên khuôn mặt càng nhìn càng thu hút tuyết lê cảm thấy nhịp tim mình gia tăng cô vội vàng cúi mặt lầu bầu thầy vui như thế làm gì tôi đang hỏi chứ có kể chuyện cười đâu Vừa nói cô vừa đứng lên Biết mình chọc đến cô Tân Đình ngưng lại nụ cười Vội vã chộp lấy tay cô Học trò ngoan đừng có tức giận Tôi trả lời em là được chứ gì Nụ cười trên môi anh đã tu gọn lại Chỉ còn đôi mắt Là vẫn lấp lánh thứ ánh sáng vui vẻ Rạng người Tuyết lê cực mắt nhìn bàn tay thon gầy Đang nắm lấy cổ tay cô Yên lặng đỏ mặt Không khí xung quanh lắng động lại tiếng cười đùa của bọn trẻ trong lớp như bị một vòng tròn vô hình ngăn cách. Đôi trai gái, một đứng một ngồi lúc này giờ giống như chỉ nghe được tiếng tim mình đập rộn như sóng dồn Tuyết Lê cứ đứng đó, nhìn người đàn ông với chóp tai đỏ lượng mà vẫn tỏ vẻ không có việc gì, vẫn ung dung, kiên trì nắm lấy tay cô. Nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay anh truyền sang cô, tỏa ra thứ cảm giác rộn ràng và lạ lẫm. Chưa từng có chàng trai nào tiếp xúc gần gũi với cô nhân lúc này. Tay chạm tay, mắt khóa chặt mắt. Anh nói đi, thầy Tân. Nói gì cơ chứ? Người có đầu óc thông minh vượt trội, bao nhiêu người ngưỡng mộ với một trí nhớ siêu vàm như Tân Đình lúc này lại ngơ ra. Cái va chạm đột ngột vô tình này không chỉ ảnh hưởng tới mỗi mình tuyết ly. Dù sao, mặc dù đã bước qua ngưỡng cửa tuổi 30, nhưng thầy Tần vẫn là một chàng trai ngô nghê trước ngưỡng cửa tình ái. Anh ngượng nghịu buông bàn tay của mình ra. Hay là em nhắc lại một lần nữa được không? Tần Đình thốt lên lời đề nghị, liền cảm thấy ảo não không thôi. Cái dáng vẻ như gà mắt tóc này, nếu Tần Tranh nhìn thấy, nó sẽ chế dịu anh đến hết cuộc đời này mất. Không khí ngượng ngùng đông cứng lúc này trôi tuột theo những tiếng bật cười từ miệng của Tuyết Lê. Cô thích nhìn Tần Đình trong những giây phút không bình thường như thế. Một chàng trai có buồn vui, có giận hờn, có những lúc sốc nổi và cũng có những lúc ngô nghê như một cậu trai mới lớn, không phải người đàn ông điềm tĩnh đạo mạo và có chút gì đó nhạt nhẽo như anh thường tỏ ra. Cô không hiểu vì sao, nguyên nhân gì mà trong Tần Đình giống như trưởng thành hơn người cùng trang lứa. Mặc dù từ cung cách sinh hoạt thường ngày, có thể thấy anh nhận được sự giáo dục rất tốt. Nhưng dường như sự giáo dục ấy lại bó buộc anh vào một khuôn phép vô hình mà anh tự tạo ra. Đôi khi, như vẻ ngoài trấn tĩnh đầy ấm áp đấy, cô tự hỏi bên trong chúng đã chứa những vết sẹo sâu sắc như thế nào. Đột nhiên Tuyết Lê lại có một nhu cầu thôi thúc muốn tìm hiểu rõ hơn về anh và những người xung quanh anh. Ờ thì đang hỏi về mẹ anh đấy. Bắt được từ khóa quan trọng, Tần Đình nhanh chóng sâu chuỗi lại sự việc và quay trở về thời điểm trước khi mình mất hồn. Mẹ tôi sao? Nhắc đến mẹ của mình, đôi mắt anh sáng lên, thứ ánh sáng vui vẻ và nhu hòa còn hơn cả bình thường. Nói sao dĩ? Thực ra bà ấy không phải là mẹ ruột của tôi. Nhìn thấy cô gái bên cạnh trố mắt ngạc nhiên, anh chỉ mỉm cười giống như đã quá quen với phản ứng của những người khác khi biết được chuyện ấy. Bà ấy là vợ sau của bố tôi. Người mẹ sinh ra tôi đã mất khi tôi vừa tròn 5 tuổi. Thì ra là bà kế. Lúc nhỏ tôi từng có một thời gian dài bị ngược đãi Lại là câu chuyện mẹ kế, con chồng tiêu biểu đấy sao? Tuyết Lê nhìn người đàn ông hòa nhã, đang ngồi thoải mái bên cạnh mình, chẳng tốn bao nhiêu công sức, đã có thể tưởng tượng ra câu chuyện thương tâm mà anh sắp kể có những gì. Cô đưa mắt nhìn anh với vẻ cảm thông, cùng với thương tiếc không hề che giấu. Tần Đình nhìn biểu cảm đi từ sự sốt đến biến đảo trên gương mặt của Tuyết Lê lúc này thì đã biết cô tự tưởng tượng ra như thế nào. Không trách được cô, bởi vì ấn tượng về những người mẹ ghẻ đối xử tàn tệ với con chồng đã khắc sâu trong tâm trí của người đời bao nhiêu thế hệ. Chính vì thế anh mới biết, mình đã may mắn biết bao khi được trở thành con trai của mẹ thời điểm. Không phải như em nghĩ đâu, người làm chuyện đó không phải bà ấy. Là người dì ruột của tôi. Tuyết Lê mắt chữ A, mồm chữ O khi anh kể về câu chuyện thời thơ ấu, nhiều sóng gió của chính mình. Tần Đình giảng lược mọi thứ về gia thế hiện hách và hoàn cảnh đáng thương của mình khi xưa. Anh chỉ muốn cho Tuyết Lê biết vì sao anh lại dành tình cảm ngưỡng mộ và tuân phục tuyệt đối vào người mẹ hiện tại của mình đến thế. Nghe hết câu chuyện, thứ đồng lại trong Tuyết Lê chính là sự ngưỡng mộ dành cho Tần Đình. Cùng ở một vị trí của một người mẹ, nhưng so với mẹ ruột của cô, người mẹ kế này của Tần Đình càng xứng đáng hơn với ý nghĩa thiêng liêng của danh xưng người mẹ ấy. Bây giờ cô đã hiểu sự trầm tĩnh và bao dung tỏ ra từ con người anh bắt nguồn từ đâu. Đứa trẻ được nuôi dưỡng khôn lớn bởi một người phụ nữ dịu dàng vì ta ác hẳn sẽ có một trái tim ấm áp và nhân hậu. Cô không hỏi gì anh nữa, chỉ lặng lặng nhắm mắt, nghe làn gió cuối mùa hè dịu mát lướt qua trái tim anh. Mùa Noel năm ấy, Tuyết Lê trở thành bạn gái của Tần Đình anh đã nhẫn nại chờ tới tận khi khóa học của cung văn hóa kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ người thầy hướng dẫn của mình mới mở lời với cô. Hai người nhanh chóng chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của những cặp đôi mới vừa biết yêu. Tuyết Lê bước vào năm học đại học, cuối cùng, thời gian càng ngày càng bận rộn, tần đình cũng không khá hơn gì cô. Anh chỉ dùng gần như là toàn bộ sức lực và thời gian để cân bằng giữa hai công việc mà mình theo đuổi, cố gắng chu toàn giữa công việc ở bệnh viện và nghề nghiệp là một họa sĩ. Đương nhiên, thời gian được ưu tiên nhiều nhất vẫn là những giây phút thả lỏng bên cạnh cô gái nhỏ của mình. Bà Đỗ tu sơn ở nơi xa như thế mà cũng nhận thấy sự thay đổi dù là bé nhỏ của Tuyết Lê. Bởi vì có đôi lần bà gọi điện muốn tìm cô nhưng bạn bè cùng với ký túc xá đều trả lời ấp ốm bảo rằng cô đã có việc ra ngoài linh cảm của một người phụ nữ khiến bà ấy nổi lên lòng hoài nghi nếu không phải bởi vì công việc hiện tại không thích hợp để chuyển đến thành phố nơi tuyết lê đang học tập thì bà ấy sẽ không để cô có thời gian lọt khỏi tầm giám sát của mình hôm nay là ngày cuối tuần hiếm thấy một hôm tận Đình rảnh rỗi ở cả hai nơi anh muốn dẫn tuyết lê đi xem phim sống cuộc sống bình dị của những đôi lứa yêu nhau Kể từ sinh nhật lần thứ 21 của Tuyết Lê vào cuối tháng 11, bọn họ đã chính thức sống chung nhà. Cuộc sống cùng lứa, chứa đầy ngọt ngào và cùng chứa đầy sự mới mẻ đối với hai người. Ba ngày cả hai đều có công việc riêng của mình nên khoảng thời gian gặp mặt, ít ỏi sau giờ làm việc chính là giây phút họ gần gũi hơn bao giờ hết. Tần Đình, người bạn trai cực kỳ chu đáo. Bên cạnh, Tuyết Lê chính là một cô công chúa anh cho cô sự nâng niu, chiều chuộng, thứ mà dù sống 20 năm trên cõi đời cũng dường như quá xa lạ với Tuyết Lê. Cô có thể bướng bỉnh tùy hướng, có thể mè nheo không nói lý lẽ. Chỉ cần Tần Đình có thể làm được, câu trả lời dành cho Tuyết Lê chưa bao giờ là không. Thế mà thứ hạnh phúc quá đổi dịu dàng ấy vẫn khiến Tần Đình chưa được an tâm. Trong âm thầm, anh vẫn luôn muốn một thứ tình cảm vững chắc và đảm bảo hơn cùng với người anh yêu tần Đình đã có đôi lần bóng gió muốn tuyết lê đưa anh về ra mắt gia đình bàn tới chuyện tương lai của hai người nhưng phản ứng của tuyết lê lần nào cũng là khéo léo từ chối đến bây giờ anh mới nhận ra những gì mình biết về cô bạn gái nhỏ thực sự quá ít ngoài việc biết về quê quán và chuyện cô chỉ có một người mẹ thì tất cả những gì còn lại đều là bí mật của cô thực ra với những mối quan hệ của chính mình nếu như Tần Đình muốn biết rõ Đều là dễ như trở bàn tay Nhưng anh thực sự trân trọng tuyết lê Muốn cho cô không gian riêng Tới khi nào cô mở lòng Tự mình muốn nói với anh Đối với thái độ không mặn mà chuyện kết hôn của Tuyết Lê, anh cũng nhẫn nại tự tìm lý do để bào chữa cho cô. Tuyết Lê năm nay mới chỉ có 21 tuổi, có lẽ vẫn muốn sống cuộc sống hồn nhiên và tự do của một cô gái vừa bước qua độ tuổi thanh niên. Anh không muốn tước đoạt khoảng thời gian quý báu ít đổi này để khiến cô có sự tiếc nuối về sau. Hai người quàng chung một chiếc khăn choàng, tay trong tay đi trên con phố mùa đông vắng lặng. Hôm nay Tần Đình đưa Tuyết Lê trở lại ký túc xá, lấy một số vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Tiện thể cho bạn mượn một số sách chuyên ngành. Đến cổng ký túc xá, hai người dừng lại, Tần Đình đang cúi đầu sửa lại chiếc khăn choàng cho Tuyết Lê thì bỗng nhận thấy biểu tình của cô trở nên cứng ngắc. Anh quay sang nhìn theo hướng cô, đột nhiên cảm thấy người mình lạnh toát như vừa rớt xuống hầm băng. Một người phụ nữ trung niên quẩy theo một chiếc túi sách lớn như vừa trải qua một đoạn đường xá buồn bà đến đây. Tuyết Lê buông tay anh ra, nhìn người phụ nữ đang tiến về phía hai người họ, sắc mặt trắng bệch. Mẹ! con còn biết gọi tôi là mẹ sao tuyết lê ba chữ tên của cô được bà thu sương hét đêm thè té nếu như không phải hôm nay tôi đến đây dự tập huấn ở thành phố này tiện đường đến thăm con gái mình chắc tôi chẳng bao giờ có thể biết được cô tài giỏi đến nhường nào nói đi cô bỏ ra khỏi ký túc xá sống cùng với người đàn ông đó đã bao lâu bà ấy cũng không vòng vo vò. Điểm mà cô ngay khi vừa tới, bao nhiêu lý do biện bạch của Tuyết Lê nghẹn lại, cô đứng cúi mặt, một hồi lâu sau mới nói khẽ. "Mẹ, con đã qua sinh nhật 21 tuổi." "21 tuổi thì sao? 21 tuổi thì đủ lông đủ cánh để có thể qua mặt mẹ ruột mình, bỏ ra ngoài chung sống với trại." Kết thúc câu nói ấy là một cái tác nặng nề vang lên, khuôn mặt tần đình đỏ bừng, lệch sang một bên. Anh không chú ý đến sự đau rác trên khuôn mặt của mình lúc này, chỉ kéo mạnh tuyết lê về phía sau. Ngăn cách giữa cô ấy và mẹ mình đang mất bình tĩnh. Bác gái, có gì bác cứ nói, xin bác đừng động tay động chân với cô ấy. Cây tá hết sức, mang theo cơn giận dữ bị trệt mục tiêu. Bà Đỗ Thu Sương lúc này mới chú ý kỹ đến chàng trai đang đi cùng với con gái. Vừa nhìn kỹ, hai mắt bà đã trừng to thẹn thuốc, gương mặt trở nên trắng bịch. Bà mấp mấy môi không nói thành câu hoàn chỉnh. Cậu! Sao có thể là cậu? Tuyết Lê, hai người... Bác gái, cháu biết bác không cảm thấy thoải mái với cuộc gặp gỡ này. Bác có thể cho cháu thời gian để giải thích chuyện này với bác hay không? Vẻ khẩn khoản trong mắt anh cũng không thể khiến cho sắc mặt bà Thu Sương tốt lên được tức thời nhưng khuôn mặt bừng bừng lửa giận ấy cũng hiện lên một chút xíu chần chừ. Tuyết Lê, em lên phòng ký túc xá đi. Tần Đình đẩy nhà Tuyết Lê đi, không cho cô cơ hội từ chối. Bà Thu Sương cũng không ngăn cản. Bà ấy đang bận biểu sắp xếp lại vô số chuyện bất ngờ xảy ra từ nãy tới giờ. Cả hai người ngồi trong quán cà phê cạnh trường đại học thì bà ấy đã bình tĩnh lại phần nào. Hớp một ngụm trà nóng, bà Thu Sương vào ngay vấn đề chính cậu còn nhớ tôi sao dạ vẫn nhớ vẫn nhớ vậy cậu có nhớ lời nói lần cuối cùng tôi gặp cậu không sao cậu có thể mặc giày trơ ráo đến độ lần lượt tìm đến tai vạ cho cả hai đứa con gái của tôi chứ phẫn nộ khiến bà ấy không kiềm chế được âm lượng gây ra tiếng ồn ào không nhỏ vài khách hàng xung quanh ghé mắt nhìn sang tần đình cũng không để ý anh im lặng chờ bà ấy phát tiết xong Mới từ tốn trả lời Cháu không biết Tuyết Lê Là em gái của cô ấy Một cô không biết Có thể rửa sạch sự đê hèn của chính mình Ba năm trước đây Khi tôi tìm đến cậu Chẳng phải ban đầu cậu cũng chối đây chối đẩy Rằng mình không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào Với Tuyết Linh sao Vậy mà lần sau gặp lại Đã muối mặt xin tôi bỏ qua Cậu không thấy bản thân mình đê tiền? Dám làm không dám nhận hay sao Tần đình bị bà ấy mắng mỏ cũng chỉ im lặng Anh nhìn dòng nước mắt đang nối đuôi nhau Trên khuôn mặt khát khổ của bà ấy Trong lòng là mâu thuẫn Lại là thương xót Đỗ thu sườn khóc lóc một hồi Rồi ngừng lại Từ chối đón lấy chiếc khăn giấy sạch sẽ anh đưa Nói bằng giọng dứt khoát Tôi biết Gia thế của cậu không tầm thường Vì vậy tôi phải ngậm đáng nuốt cây không thể đòi lại công bằng cho đứa con gái bạc vận của tôi. vì sao các người chưa buông tha cho gia đình chúng tôi? phải chăng cái loại người sống ở tầng lớp trên cao như các người thích tìm kiếm sự vui vẻ từ việc khiến cho những người thấp cổ bé họng như chúng tôi đau đớn tột cùng? bác gái, không phải như thế. khi xưa lúc bác tìm đến cháu, cháu đã không ngờ. lúc đó cháu đã nghĩ chuyện yêu thương trai gái không hợp mà chia tay là chuyện bình thường. Cháu cũng chỉ mong cô ấy có thời gian bình tâm trở lại Người xứng đáng hơn Để trao gửi tình cảm Câu nói tưởng như vô tình ấy của anh Như đã dẫm trúng Chốt mở Khiến sự căm phẫn của bà Thu Sương Tức thời trào dân Một câu không ngờ của cậu Con gái tôi đã vì như thế Mà lựa chọn kết thúc cuộc đời mình Cậu Tần Nó ra đi khi cùng độ tuổi với Tuyết Lê hiện giờ Nó là vì cậu mà chết nó vì cậu chối bỏ đứa trẻ trong bụng nó Nó mới làm điều dại dột Cậu nói xem Hung thủ giết người chỉ cần thốt lên tôi không ngờ Có thể trốn thoát được khỏi trách nhiệm Cho việc mình đã gây ra hay sao Lần này vẻ bàn hoàng xuất hiện Trên khuôn mặt của Tần Đình Anh lắp bắp hỏi Cô ấy Cô ấy chết sao Sao có thể Rõ ràng là Phải Nó chết rồi nó chết được ba năm. cậu đừng có tỏ vẻ như người vô tội như thế. chẳng phải sau đó nhà các người còn mang đến một số tiền với danh nghĩa đền bù tổn thất tinh thần sao? kèm theo điều kiện là tôi phải ngậm miệng, không được làm lớn chuyện đó. rõ ràng câu chuyện đang nói đến mang tới cho Tần Đình sự đả kích tinh thần không nhỏ. anh run run cầm lấy cốc nước uống một hơi, rồi lắng lặng nghe bà ấy nguyền rủa tiếp. tôi nói cho cậu biết, cậu Tần. Đỗ Thu xương tôi, dù nghèo khổ tận cùng cũng sẽ kiên quyết không bao giờ bán con gái mình. Ba năm trước đã vậy, thì ba năm sau cũng như thế. Tốt nhất cậu nên chấm dứt mối quan hệ với Tuyết Lê nhà tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận có bất kỳ mối liên hệ dính dáng nào với nhà họ Trần các người. Bảy thốt lên sau những lời ấy, không chờ Tần Đình kịp phản ứng, đã đứng dậy cầm túi sách, bước ra ngoài. Tần Đình không ngăn cản, anh đang chìm trong nỗi khiếp sợ Đối với sự thật kinh khủng Mình vừa được biết tới Tân Đình mở điện thoại Lục vội danh bà tìm đến số của một người Ghi chố của anh ta Là lớp trưởng Trung điện thoại Vang lên vài đợt mới có người nhận điện thoại Đầu dây bên kia Ô màu tiếng người đi lại nói chuyện Một lúc sau Người bên kia mới tìm được một chỗ tương đối yên tĩnh Và bắt đầu câu chuyện Alo Tần Định Lâu quá mới liên lạc Cậu gọi cho anh có việc gì thế Hoài Trung anh khỏe không Bây giờ anh có tiện nói chuyện với tôi một lúc không Bên kia đầu dây Bắt đầu ồn ảo Người có tên Hoài Trung cao giọng Trả lời việc gì đó cùng với người bên cạnh Sau đó hét vội vào ống nghe Bây giờ sao Bây giờ anh không rảnh Anh đang phải đưa Mỹ Vân đi khám tai Cậu cũng biết đấy Cô ấy vất vả như vậy mới có thể có lại được một bụng con này. Tối nay anh gọi lại cho cậu nhé. Tần Đình chưa kịp nói gì thêm, đầu dây bên kia đã cướp máy. Anh dặn lòng mình phải bình tĩnh, chờ tới tối nay gặp mặt Tần Hoài Trung để hỏi cho ra lẽ tất cả. Cuộc chạm trán hôm nay đưa đến kết quả là cuối cùng Tần Đình vẫn không có cơ hội gặp mặt trực tiếp để nói chuyện với Tuyết Lê. Bởi vì ngay sau khi quay trở lại ký túc xá của con gái, bà Thu Sương đã cử ngép cô, phải rời khỏi ký túc xá, gom đồ đi cùng với mình. Thuyết Lê dịu giọng vang xin bà ấy để cho mình tham gia kết thúc kỳ thi cuối kỳ. Nhưng bà ấy lại cho rằng đó là kế hoãn binh mà cô đặt ra nhằm câu giờ muốn cạnh tầng đình. Cuối cùng hai mẹ con, mỗi người nhường một bước, bà ấy thuê một căn phòng nhỏ để cho cả hai mẹ con ở tạm trong thời gian này. Chờ khi Tuyết Lê vừa thi xong sẽ lập tức theo bà trở lại quê quán. Điện thoại di động bị tịch thu, Tuyết Lê đi đâu cũng có mẹ kè kè bên cạnh. Cô vừa tan trường thì bà ấy đã chờ ngay bên cạnh cổng, một bước cũng không rời khỏi. Tuyết Lê không còn cách nào khác để liên hệ hay gặp mặt từng đình. Cô cũng chẳng thể nào biết được người đàn ông cô yêu đang sống trong những ngày bàng hoàng và hối hận sau cuộc gặp gỡ Tần Hoài Trung vào nhiều ngày trước Đêm hôm ấy Tần Đình đã đợi người bạn của mình khá lâu Khi Hoài Trung bước vào quán rượu Ngồi xuống bên cạnh Tần Đình đã thu hết can đảm Nói một câu trần thuật ngắn ngủi Nhưng nó đủ khiến sắc mặt của Hoài Trung Lập tức tái mét Hôm nay Tôi đã gặp mẹ của Tuyết Linh Ai? Ai cơ? Tuyết Linh anh còn nhớ chứ Cô gái học trong lớp vẽ mà anh chủ nhiệm lần đó Cô gái mà tôi phải đội nồi giúp anh Khi mẹ cô ấy Đến tìm vào 3 năm trước Chuyện cũ nhắc lại Khiến cho Hoài Trung Cảm thấy xấu hổ Anh ta cười gượng gạo với anh Khi không bà tới tìm cậu làm gì Đó là chuyện thời trai trẻ ngông cuồng của tôi Cần gì phải nhắc lại Khiến nhiều người không vui Mỹ Hà bây giờ rất nhạy cảm Tôi không muốn để cô ấy biết bà ấy nói rằng năm xưa cô gái tên tuyết linh ấy đã mang thai sao anh có thể lừa dối tôi rằng giữa hai người chỉ có tình cảm đơn thuần vừa mới bắt đầu anh để tôi gặp mặt cô ấy mạo nhận thân phận anh rằng tôi chính là người đàn ông có quan hệ yêu đương và đã rùm bỏ cô ấy cô ấy mang thai sao tần hoài trung ngồi trên ghế như chết điếng cả người nếu tôi nói là tôi không biết thì cậu có tin không Tần Đình im lặng không nói Cảm giác bị người bạn thân phản bội Cho đến bây giờ Vẫn để lại dư vị chua chát Tần Hoài Trung khi ấy đã lập gia đình cùng với Mỹ Hạ Hai người bọn họ Lại là bạn học cùng với Một người thầy năm xưa Với Tần Đình Quan hệ giữa ba người có thể nói là vô cùng tốt Mặc dù trước khi Tần Đình bước vào ngưỡng cửa đại học Sự nghiệp của bố anh đã vô cùng thăng tiến Khi ấy Tần Trinh đã là một trong những ủy viên chủ chốt của quân khu Gia đình cũng thuộc hàng trọng yếu Cần người bảo vệ Nhưng cả hai con trai vẫn giữ tác phong giản dị Không hề có chút xíu kiêu căng Hợm hỉnh Họ học trường bình thường Hòa nhập cùng với đa số thanh niên đồng trang lứa Hầu như không ai có thể liên tưởng được Chàng trai ít nói Và hiền lành như tần định Lại có gia thế hiện hách như thế Khi ấy Tần Hoài Trung đối với Tần Đình cũng là chân tình đối đãi Hoàn cảnh gia đình của anh ta tốt hơn một chút so với chúng bạn Cho nên thường thích hành hiệp ra mặt Giúp đỡ những người bạn học Mà anh ta cho là thân cô tế cô Như Tần Đình Mùa hè năm đại học thứ ba Tần Hoài Trung từng cứu mạng Tần Đình Nhóm bạn của cậu bạn Có một chuyến vẽ thực vật Trên vùng núi Hoang Sơ Tần Đình chẳng may thất lạc với đồng bọn Anh đã loay hoay trên núi ấy Hơn hai ngày Lúc anh chịu đói chịu khát Nằm chờ chết thì hoài trung với hình hài sơ sát. Rách bươm, đã tìm được anh. Anh ta nhường cho anh chút thức ăn, nước uống duy nhất của mình, giúp anh kéo dài hơi tàn. Mặc dù Hoài Trung cũng chẳng tìm thấy đường về, nhưng sự xuất hiện của anh ấy cho từng Đình thêm hy vọng sống. Và cứ thế, anh đã chờ đợi được người của bố tìm đến cứu mình. Từng Hoài Trung khi ấy mới biết, người mình cứu và che chở lại có lai lịch hiện hách như thế khi còn đang đi học, Tần Hoài Trung đã yêu thương, kết hôn cùng với cô bạn học xinh đẹp nhất lớp, tên là Mỹ Hạ. Bọn họ là một đôi, mồm đàn hộ đối. Cuộc sống hôn nhân ấy là hình mẫu hạnh phúc của chúng bạn cùng trường. Ấy vậy mà không hiểu sao, Tần Hoài Trung vẫn phản bội Mỹ Hạ. Anh ta đã có quan hệ yêu đương lén lút với một nữ viên trong trường. Rồi cũng đến lúc chuyện tình cảm cùng với cô học trò Tuyết Linh có nguy cơ vỡ lỡ tuyết linh phát hiện anh ta đã có vợ hoài trung đã lựa chọn con đường hèn nhát lẫn trốn không gặp cô ấy khi mẹ tuyết linh tìm đến trường muốn gặp thầy giáo họ tần anh đã nhờ tần đình gánh hộ muốn dựa vào gia thế của tần đình để mẹ tuyết linh không dám manh động mà tìm gặp vợ mình nữa cả hai người cũng không ngờ khi ấy trình tuyết linh đã mang thai và lựa chọn giấu tất cả mọi người tự mình đi trên con đường không có lối thoát Tần Hoài Trung sốc nặng khi nghe Tần Đình bảo rằng Tuyết Linh đã tự sát vào 3 năm trước. Anh ta biểu hiện không giống như người nói dối. Tần Đình nhớ đến những lời mẹ Tuyết Linh đã nói. Rằng sau khi sự việc kia xảy ra, đã có người mạo danh người nhà của anh đến thương lượng và đe dọa bà ấy phải im ỉm đi tất cả mọi chuyện. Anh không làm, Tần Hoàng Trung không làm. Chuyện đó có thể là ai làm cơ chứ? Tần Hoài Trung thức hồn lạc phách, rời khỏi quán rượu khi nhận được cuộc gọi của vợ. Trước khi anh ta đi, đã rất khẩn khoản cầu xin Tần Đình giúp mình một lần nữa. Coi như tôi cầu xin cầu một lần này thôi, hãy giúp tôi chu toàn tất cả mọi chuyện. Một lần này nữa thôi, Mỹ Hà vẫn chưa biết về câu chuyện giữa tôi và Thuyết Linh. Cô ấy đang mang thai, bác sĩ đã căn dặn phải vô cùng cẩn thận. Cô ấy tin tưởng tôi như thế, nếu cô ấy biết chuyện năm xưa. Tần Đình, cậu những tâm nhìn cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ sao? không uống công làm bạn hơn 10 năm. Tần Hoài Trung biết rõ con người của anh mềm yếu, biết anh luôn lo nghĩ cho người thân yêu trước cả bạn thân. Thuở ấu thơ, bất hạnh khiến anh vô cùng trân trọng những thiền ý của người khác dành cho mình. Tần Đình đã trở thành người mà nếu người khác cho anh một bóng mát nhỏ nhòi giữa mùa hạ, anh có thể trả lại bằng sự xanh mát của cả một khu rừng xanh. Nhưng lần này Tần Đình đã từ chối. Tôi không thể đâu Hoài Trung chỉ vì giây phút lạc lòng rồi trốn tránh trách nhiệm của anh anh đã chôn vùi tương lai của rất nhiều người đấy tôi không biết là sai hay trái mà vẫn giúp anh từ giờ phút này anh hãy chuẩn bị đi sau khi tuyết lê kết thúc kỳ thi vào hai tuần tới tôi sẽ hẹn mẹ con cô ấy làm rõ tất cả mọi khuất mắt anh nhận ra một điều sự dung dưỡng và nhún nhường đôi khi không phải là lựa chọn tốt nhất cho cuộc đời sau này của anh có đôi khi anh cần biết đến sự ích kỷ. Mỗi người trưởng thành trong xã hội này nên học được cách tự chịu trách nhiệm và dũng cảm đương đầu với mọi hậu quả đã gây ra. Năm xưa, anh vì mắc nợ ân tình đã làm trái lương tâm, đã vô tình góp phần vào thảm kịch của nhà cô gái ấy. Nếu như có cơ hội sửa chữa, Tần Đình kiên quyết sẽ không thể mắc sai lầm như vậy một lần nữa. Huống hồ lần này, mọi chuyện đã không còn đơn giản như trước. Anh còn có tuyết lê Và cả tương lai phía sau Anh không thể vì cứu vớt cuộc đời của bạn mình Mà đánh đổi hạnh phúc của bản thân Tết âm lịch đã đến Trong không khí nặng nề Tại căn phòng nhỏ của hai mẹ con tuyết lê Ngoài giờ lên lớp Thì cô chỉ rù rú trong phòng Trước đôi mắt cảnh giác của mẹ Bà đổ thu sương Vì chuyện này mà xin nghỉ hưu sớm Ở chỗ làm việc Chấp nhận mức trợ cấp Bảo hiểm ít ỏi Bà ấy một mực ở lại thành phố C với mong muốn cắt đứt tình yêu oan nghiệt này của con gái. Nếu như nói từ thuở thiếu thời, một chút quan tâm, một ánh mắt để tâm của mẹ cũng khiến Tuyết Lê sung sướng. Thì giờ khi bà Thu Sương đặt toàn bộ sự chú ý của bà lên cô, Tuyết Lê lại cảm thấy mình như thở không nổi. Căn phòng thuê bé xíu, hai mẹ con ra vào đụng mặt thường xuyên nhưng lời nói dành cho nhau thì ít ỏi đến mức lạnh lùng. Ánh mắt oán trách mà mẹ dành cho mình khiến Tuyết Lê không hiểu thấu. Có nhiều lần cô muốn hỏi nhưng mẹ cô không trả lời, chỉ bảo rằng giữa cô và Tần Định không có tương lai, bảo cô phải dứt khoát chia tay anh ngay. Tuyết Lê không hiểu rõ câu chuyện giữa anh và mẹ là gì, nhưng cô đoán chắc rằng nó có quan hệ với chị Tuyết Linh. Đêm đêm nằm ngủ trong cùng một căn phòng, nhiều lần cô đã nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mẹ, bà ấy đang khóc, và thứ duy nhất có thể khiến cho người lạnh bạc như bà ấy có thể rơi lệ chỉ là chị gái của cô mà thôi. Mẹ cô cùng với Tần Đình và Tuyết Lê đã có một mối ơn oán nào đó, cả hai người đều không muốn cô can dự vào. Tần Đình không liên hệ với cô, hoặc là nếu có liên hệ thì chắc cũng đã bị mẹ cô chặn đứng. Bây giờ điều khiến Tuyết Lệ có thể làm chỉ là cố gắng hoàn thành kỳ thi để mẹ cô có thể yên tâm thả lỏng. Có lẽ tâm lý bị áp lực nặng nề, cộng thêm học tập quá sức. Dạo gần đây Tuyết Lệ đã thấy người vô cùng mệt mỏi. Nét mệt mỏi ấy hiện lên trên nét mặt, khiến cho có đôi lúc bà Thu Sương cũng cảm thấy không đành lòng Nhìn tấm lòng cứng rắn của người mẹ ấy không hề suy xiển. Đêm 30 Tết, Hai mẹ con im lặng ngồi nhìn nhau bên mâm cơm đơn giản. Ngôi nhà nhỏ ở quê, mẹ cô đã nhờ người dọn dẹp thắp hương. Còn ở chỗ này chỉ dọn một mâm cơm nhỏ Cho đủ tục lệ Hai mẹ con ngồi đối diện Không nói một lời lặng lẽ Dùng bữa Khi Tuyết Linh còn sống Mâm cơm ngày Tết của bọn họ Dù không cao sang Nhưng vẫn có chút đầm ấm Người chị gái yếu ớt của cô Luôn dùng nụ cười và tình cảm trang hòa ủ ấm cho mối quan hệ đông cứng giữa mẹ và em gái. Có Tuyết Linh, bà Thu Sương sẽ dành cho cô thái độ dịu dàng, bất chợt, cũng có thể sẽ chiều theo câu chuyện của con gái mà hỏi han, khuyên nhủ đôi câu. Từ khi Tuyết Linh mất đi, bữa cơm sum họp ngày tất niên của nhà họ cũng không còn nữa. Đêm 30 Tết, Tuyết Lê sẽ lấy lý do bạn bè rủ đi giao thừa mà rời nhà từ sớm. Mẹ cô cũng ăn ý mà không cản một câu. Nhưng cô làm gì có những cuộc hẹn xuyên đêm như thế? Bạn bè thân thiết không có mấy, mà ai cũng bận biểu, ăn cơm tất niên, xung vầy cùng với gia đình của chính mình. Chỉ có cô gái nhỏ Tuyết Lê là co ro tìm một góc khuất, nơi quảng trường, kiếm một chỗ dung thân. Chờ tới thời khắc giao thừa, dựa tiếng hoang hô cùng với ánh sáng pháo hoa rợp trời, cô gái cũng hòa giọng hét lớn. Chị ơi, năm mới vui vẻ, em nhớ chị lắm, mãi chìm trong suy si tư. Tuyết Lê không chú ý đến miếng cá chân được đặt trong chén mình lúc nào không hay. Ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn mẹ, bà ấy chỉ thản nhiên và cơm bảo với cô một cách ngắn gọn. Ăn đi, sang mùng 4 Tết thì về nhà với mẹ nhé. Mặc dù đã thi cuối kỳ xong, nhưng sau đấy thời gian dành cho việc làm đồ án tốt nghiệp, trường học sẽ có cho bọn cô, có không gian thoải mái không bó buộc. Chỉ cần đúng hàng là được Tuyết Lê không thể từ chối Nhưng cô muốn gặp Tần Đình một lần Tuyết Lê không suy nghĩ nhiều Gắp miếng cá bỏ vào trong miệng Bỗng dưng cô nhăn mặt bụng miệng Rồi chạy gọi bàn ăn Bà Thu Sương nhìn một loạt biểu cảm này của con gái Trên mặt lúc này bàng hoàng Cùng với sự tức giận Bỏ nó đi Mẹ Mẹ nói gì Quay thử tay với hai vạch đỏ ối mà bà Thu Sương mua về ép cô sử dụng chính là câu trả lời cho biểu hiện thất thường khi nãy của Tuyết Lê. Cô sắp làm mẹ ở độ tuổi 21, đứa trẻ là con của Tần Đình. Cô không thể trách Tần Đình, anh là một người bạn trai chu đáo và đầy trách nhiệm. Từ khi Tuyết Lê dọn về sống chung với anh, bao giờ anh cũng chủ động làm các biện pháp phòng tránh cho cô. Chỉ có một lần duy nhất anh rơi vào thế bị động, chính là lần đầu tiên của bọn họ. Hôm ấy là sinh nhật 21 tuổi của Tuyết Lê, nhưng người nhận được món quà quý giá nhất lại chính là Tần Đình. Tuyết Lê nói muốn ăn thức ăn do anh nấu, nên Tần Đình đã đổi ca trực ở bệnh viện, mời cô về căn phòng nhỏ của mình, tổ chức nấu nướng chúc mừng. Nấu vui vẻ tới mức đem gạo nấu thành cơm luôn. Bữa tối, dưới nến ấy trôi qua xuồng sẻ, họ uống một chút rượu. Giữa men say lân lân, cùng với khung cảnh gần gũi thân mật ấy, Tuyết Lê đã đem món quà giá trị nhất cuộc đời mình trao cho anh. Tần Đình không thể khống chế được bản thân, mặc dù không có chuẩn bị trước, nhưng đứng trước sự mê người của Tuyết Lê, anh bấm bụng cầu may. Đây chính là kết quả cho lần vi phạm nguyên tắc duy nhất của bác sĩ Tần. Đứa trẻ này thực sự không đúng lúc, nhưng mẹ của nó chưa từng nghĩ sẽ nghe lời nói tàn nhẫn như vậy thốt ra từ miệng của bà ngoại nó. Bảy trút mọi căm phẫn dồn nén bao năm nay lên cái sinh linh bé bỏng khi vừa mới tượng hình này, không một chút xót thương. Dù rằng bên trong đứa trẻ ấy ít nhiều cũng chảy xuôi cùng một dòng máu với mình. Qua mấy ngày Tết, mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện. Con không thể, mẹ ơi, nó là con của con. Tuyết Lê dường như đã hét lên khi trả lời cô ấy. Cô đã dặn mình phải nhẫn nhịn Chờ cơ hội khiến mẹ thay đổi thái độ và suy nghĩ với Tần Đình Khi nãy nhìn kết quả tử cũng âm thầm hy vọng điều đó Nhưng khi biết được tin tức ấy Mẹ cô lại càng quyết liệt hơn đỗ thu sương với đôi mắt long lanh, sòng sọc Đã trồn tới, rít vào tay cô Nó cũng là con của tên đàn ông khốn nạn Đã lừa dối chị cô Bỏ rời nó khi đàn mang tay Nó không thể và không đáng được sống Câu nói của Đỗ Thu Sương chẳng khác nào một tia sét nặng nề dán xuống đầu tuyết lê. Hóa ra, chân tướng sự việc là như thế. Người Tây, người đàn ông có quan hệ tình cảm thấm thiết với chị gái cô, sau đó lại bỏ rơi cô ấy khi mang thai thì ra lại chính là bạn trai của cô hiện tại. Nhưng suốt thời gian dài tiếp xúc rồi ở bên nhau, chưa bao giờ từng định biểu hiện ra, anh biết hay từng có mối quan hệ gì đó với Tuyết Linh hai cô gái là chị em ruột tuy không cùng cha nhưng vẻ ngoài hoàn toàn thừa hưởng gen xinh đẹp của mẹ nếu nói giống thì cũng đến năm sáu phần ấy vậy mà chưa một lần tần đình tỏ thái độ hoài nghi hay hỏi han cô về mối quan hệ giữa cô và tuyết linh là anh che giấu quá giỏi hay là chuyện này còn có khúc mắt mẹ mẹ bình tĩnh một chút mẹ để con gặp anh ấy hỏi cho ra lẽ chuyện này con không tin anh ấy lại là người đàn ông tệ bạc đó con còn muốn hỏi gì nữa Đích tân nó đã có nhiều lần thừa nhận Nó chính là người đàn ông kia Người đàn ông đã quyến rũ chị gái con Rồi bỏ rơi nó Khi nó phải chết trong tức tuổi Không phải thằng khốn ấy Thì còn là ai nữa đây Cô không tin Anh ấy không phải là hạng người như vậy Mẹ à chắc chắn chuyện này là có hiểu lầm gì đó Mẹ để con tìm gặp anh ấy Hỏi rõ một lần Nếu sự thật mọi chuyện giống như mẹ nói Sau này mẹ mẹ muốn gì con cũng sẽ chiều theo ý mẹ thái độ kiên quyết lẫn chắc chắn này của tuyết lê cũng khiến bà đỗ tu sương dao động nói gì thì nói bây giờ và chỉ còn một đứa con gái duy nhất là tuyết lê không thể khiến tình cảm mẹ con rạn nứt chỉ vì người ngoài được đừng nói mẹ không cho con cơ hội con gọi điện cho nó hẹn gặp nó rồi hỏi nó nói rõ một lần cuối cùng này đi niềm vui sướng chưa kịp hiển hiện trên mặt của tuyết lê bãi đã dửng dưng bồi tiếp một câu đương nhiên nếu mọi chuyện đã được chứng thực thì cái thai này con nhất định không được giữ tuyết lê không hề do dự gật đầu bởi vì trong lòng cô gái nhỏ lúc ấy tầng đình của cô là một người đàn ông chính trực anh sẽ không bao giờ có những hành động hèn hạ giống như những gì mẹ cô đã từng kể điện thoại đổ chuông nhưng không có người bắt máy Tuyết Lê gọi lại hai ba lần Rồi để lại một tin nhắn Bảo anh khi nào thuận tiện thì gọi ngay cho cô Nhưng Tuyết Lê chờ mãi Chờ mãi vẫn không hề nhận được Cuộc điện thoại nào từ anh cả Bà Thu Sương hình lạnh Bà Thu Sương hừ lạnh bảo với cô Con xem đi Nó bắt đầu trốn tránh con rồi đấy Ngay cả điện thoại cũng không dám nhận Con còn hy vọng điều gì vào người đàn ông đó Tuyết Lê buông điện thoại thẫn thờ ngồi đó. Trong lòng là buồn thương, lại là thất vọng. Cô không hề biết được rằng khoảng thời gian tần định, bạc tâm mấy, cả nhà anh đang chạy đua cùng với thần chết để giành lại sự sống cho người em trai của anh. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Tình ngỡ Phôi Pha được viết bởi tác giả Lan Đình. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này nhé còn bây giờ tú quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo chúc quý vị một ngày thật vui vẻ